Hello, xin chào các người đẹp của Kiki. Welcome back to my channel. Các bạn hay hỏi Kiki là cái clip này Kiki đang đánh xong gì? Cái clip Kiki đang đánh xong gì mà thật sự là Kiki có nhiêu đó cứ xoay tới xoay lui à. Vì thế clip này hôm nay Kiki sẽ cho các bạn thấy là Kiki sẽ đánh xong gì. Đây là cái môi trần của Kiki. Hôm nay Kiki sẽ xài cái Lip Glow Oil của Dior. Cái màu này là cái màu số 006. Này, thì chứ không là Kiki sẽ quên. Dior Lip Glow Oil màu 006. Đây là cái môi của Kiki sau khi đánh. Hôm nay Kiki sẽ chỉ cho các bạn biết có phải thực sự da của bạn đổ dầu do mất nước hay không. Các bạn mỗi lần mà thấy dầu đổ nhiều hơn bình thường là các bạn da của mình bị mất nước. Và rồi bạn sẽ bắt đầu bôi những cái lớp dưỡng, những cái lớp cấp nước, cấp ẩm đồ lên. Các bạn lại bị bưng bít lỗ chân lông, dầu vẫn tiết ra dầu mà còn gây ra những cái vấn đề như là mụn đầu đen, lỗ chân lông to, mụn ẩn, mụn cám, tất cả các loại bưng bít nữa. Trong da của mình, ngoài tuyến dầu trôi lên bề mặt để làm cho bề mặt da mình mềm cũng như là bảo vệ da của mình, thì mình còn một cái tuyến nước nữa. Các bạn có biết tuyến nước mình là tuyến gì không? Đó là tuyến mồ hôi. Tuyến mồ hôi thì hai cái tuyến này nó sẽ cùng trôi lên bề mặt, dầu và mồ hôi trôi lên bề mặt để nằm trên đó để nó tạo một cái lớp độ ẩm tự nhiên cho bề mặt da của mình, hay các bạn còn gọi là pH đó. Hai cái này nó trồi lên nó sẽ tạo thành cái lớp acid để nó diệt những con vi khuẩn, cũng đồng thời là nó làm mềm da mình, nó bảo vệ da của mình. Thì ngoài cái việc mà tiết ra để bảo vệ da của mình này nè các bạn, thì mồ hôi tiết ra còn để là cân bằng thân nhiệt. Khi mà các bạn ngoài đi ra ngoài trời nóng đó, những ngày nóng thì thay vì những con chó con mèo á, các bạn nó không có thể nào tiết mồ hôi được thì nó phải đúng không? Nhưng mà con người của mình thì có thể tiết mồ hôi để cân bằng thân nhiệt được. Thì cái việc tiết mồ hôi ra lỗ chân lông đó, đồng thời nó cũng phải dẫn đi theo cái tuyến dầu nữa các bạn. Hai cái tuyến đó là thường hay đi chung với nhau lắm. Cho nên các bạn cứ nhiều khi trời nóng thế này các bạn thấy tiết dầu ra, các bạn cứ nghĩ là da của mình bị mất nước. Những người mà có làn da dầu và mồ hôi như mình á, thì các bạn yên tâm đi, ít khi nào mình bị mất nước lắm. Một cái cách mà Kiki có thể chỉ cho các bạn biết rất đơn giản, những người có làn da dầu mồ hôi nhiều, các bạn rửa mặt xong các bạn đừng bôi kem dưỡng, đừng bôi một cái lớp gì trên mặt hết. Nếu các bạn cảm thấy da các bạn bình thường không cảm thấy gì khô khan khó chịu hết trơn á, là da của bạn đã đủ độ nước trong đó, tại vì mình đã có đủ cái lượng mồ hôi ở trong da, đủ cái lượng nước trong da để nó giúp cho cái da của mình cảm thấy dễ chịu. Còn ngược lại, nếu các bạn cảm thấy là khô khan khó chịu khi mà mình không có bôi một cái lớp kem dưỡng gì hết trơn á, thì đúng, đó chính là da của bạn đã bị thất thoát nước quá nhiều, hoặc là da của bạn không có bảo vệ được bởi cái sự thất thoát nước đó. Trước khi các bạn bồi đắp những cái sản phẩm dưỡng và sản phẩm cấp ẩm á, mình phải nên biết được rằng tại sao mình lại không giữ được nước trong khi cơ thể mình quá trời nước, tại sao da mình không giữ được. Những nguyên nhân sao? Thứ nhất, da bạn lão hóa. Các bạn biết không, trong cơ thể của mình có cái lượng acid hyaluronic, là cái lượng cái acid để bắt giữ nước. Cái nước chảy trong khắp da, trong cơ thể của mình á, thì nó trên da của mình nó có cái acid đó, nó bắt giữ nước, nó nằm ở trong thân bì á. Thì khi càng lớn tuổi thì cái acid này nó càng ít đi, thì da của mình không còn bắt được nước nữa. Thứ hai là do cái hàng rào độ ẩm của bạn, là cái do cái hàng rào mà được tạo thành cái skin barrier, cái hàng rào nằm ở dưới cái lớp sừng trên da này các bạn, ở lớp sừng mà các bạn rờ được, thì ở dưới đó là cái hàng rào độ ẩm giúp bảo vệ da của mình khỏi cái tác hại từ bên ngoài cũng như là thất thoát nước từ bên trong. Cái hàng rào này được tạo thành bởi tế bào và axit béo, là cái nhân tế bào đó. Thì khi mà bạn lão hóa, tế bào của bạn nó không có tái tạo nhanh được, cho nên nó không có lấp đầy được cái hàng rào này. Thì có những chỗ không lấp đầy thì nước nó sẽ thất thoát ra, cho nên cho dù bạn đổ mồ hôi nhiều á, nhưng mà nước nó cứ thất thoát ra hết, thì cái việc bôi cấp ẩm vô nó không có giải quyết được gì hết trơn á. Tại vì cấp ẩm nó không có cung cấp HA được xuống cái phần thân bì, cái phần ở giữa, cái phần dermis của bạn. Nó chỉ là ẩm trên bề mặt da thôi, nó không có cải thiện được cái gốc rễ của nó. Cho nên khi mà việc bạn bôi dưỡng da, bôi cấp ẩm, nó không có giải quyết được chuyện đó. Cách duy nhất bạn có thể làm được, thứ nhất là
sử dụng retinol để cho các tế bào của bạn nó hoạt động mạnh mẽ hơn, nó sản sinh ra nhiều tế bào da hơn để nó có thể củng cố lại cái hàng rào độ ẩm đó. Và trong cái khoảng thời gian đó, bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm tạm thời, không phải là sản phẩm HA cấp nước cho bề mặt các bạn, mà các bạn phải sử dụng những cái sản phẩm có chứa axit béo. Thì axit béo là giống như là cái thành phần axit béo trong hàng rào độ ẩm đó, thì bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm có chứa omega hoặc những cái sản phẩm có chứa ceramide, cũng có cái tác dụng là giống như là cái xi măng vậy đó, nó chám lại cái hàng rào độ ẩm tạm thời trong thời gian chờ đợi cái này nó hoạt động, nó làm cho da của bạn nó hoạt động tốt, hoạt động nhanh hơn, hoạt động trẻ hơn, tái tạo nhiều hơn. Đó thì là do da bạn lão hóa. Còn nếu da bạn không có phải là đang trong giai đoạn lão hóa mà mồ hôi nhiều, dầu cũng nhiều nữa, thì cái đó không phải là do cái tế bào của bạn bị già yếu mà nó không có sản sinh nhiều đầy đủ được cái tế bào để nó lấp đầy cái hàng rào độ ẩm, mà là do nó lấp đầy cỡ nào chăng nữa bạn cũng phá hủy nó. Phá hủy bằng cách nào? Sử dụng treatment quá nhiều. Các bạn sử dụng quá nhiều những cái thành phần treatment, những cái thành phần active, những cái thành phần tẩy da chết, nó làm cho bây giờ có cung cấp đủ bao nhiêu cái tế bào với cái lượng axit béo đó, nó cũng không có chịu đựng được với cái sự phá hủy da của bạn. Thì thay vì các bạn bôi cấp ẩm, cấp nước lên á, thì các bạn cứ giảm bớt cái việc treatment lại thôi. Giảm bớt những cái thành phần tẩy da chết hóa học, cũng như là giảm tẩy da chết vật lý, cũng giống như là giảm đi những cái thành phần active các bạn, hoặc là các bạn đang sử dụng những cái thành phần active quá mạnh mẽ, chẳng hạn như các bạn sử dụng không sử dụng retinol mà các bạn sử dụng tretinol, nó quá mạnh so với da của bạn đi, cho nên nó cứ bào vậy nè. Thì đáng lẽ nó bào, nó làm cho da mình nó lấy đi cái lớp sừng, nó lộ ra cái lớp da trẻ hơn, nhưng mà nó bào dữ quá, nó bào luôn cái hàng rào độ ẩm của bạn. Nó ví dụ đơn giản là như vậy. Cho nên những cái bạn trẻ mà mồ hôi nhiều, dầu cũng nhiều mà khi rửa mặt xong không bôi gì lên cảm thấy khô căng, thì lúc đó các bạn nên giảm cái việc treatment lại. Các bạn có thể bắt đầu dưỡng ẩm lại, dưỡng ẩm để phục hồi lại từ từ. Tóm lại cho cái video clip không biết có lan man này của Kỳ hôm nữa, thì nếu như da của bạn nhiều nước, nhiều mồ hôi á, cũng như là nhiều dầu, nhưng mà khi mà không rửa mặt á, khi mà rửa mặt xong mà da của bạn không có bôi gì mà các bạn cảm thấy khô khan khó chịu, thì thay vì dưỡng ẩm, các bạn hãy tập trung vào retinol và những cái sản phẩm có chứa axit béo như là omega và ceramide. Còn nếu như bạn là một người trẻ tuổi nhiều mồ hôi, nhiều nước, cũng như là nhiều dầu, là cũng làn da dầu, nhưng mà các bạn da bị khô căng khó chịu khi mà không có dưỡng ẩm sau khi rửa mặt á, thì thay vì cấp ẩm, thì các bạn nên giảm bớt cái treatment lại rồi bôi một lượng cấp ẩm vừa phải. Tại vì các bạn nếu mà như cứ vừa đấm vừa xoa như vậy thì các bạn vừa đấm quá tay nè, các bạn xoa quá tay, những người làn da dầu xoa quá tay là càng dễ bị bung bít nữa các bạn. Một cái lớp dưỡng là nó có bao nhiêu cái hóa chất trong đó làm cho da mình dễ bị bung bít, mà lên bung bít thì các bạn lại càng xoa các bạn lại càng đấm mạnh hơn để giảm cái bung bít đó, thì nó cứ tiếp tục vậy nè các bạn, nó không có giải quyết được cái việc gì triệt để trơn á. Thì nếu mà bạn là một cái trường hợp đó thì các bạn nên giảm cái việc treatment lại, dưỡng ẩm nhẹ nhàng để cho phục hồi da lại. Rồi, cái công thức chung hết cho cả da của lão hóa và da của những cái bạn trẻ đó luôn á, thì cái cách thử rất đơn giản như nãy Kỳ nói đó, các bạn cứ rửa mặt xong các bạn đừng bôi gì hết trơn á. Nếu các bạn cảm thấy da các bạn không có cảm thấy khô căng khó chịu á, bong tróc không tính nha, bong tróc không phải là một cái biểu hiện nha, cảm giác mà chỉ có bạn mới biết được thôi á, là nó khó chịu á. Nếu bạn không có cảm giác đó thì lúc đó da của bạn đã phục hồi, đã khỏe, và bạn có thể bắt đầu lại những cái việc treatment từ từ lại. Mình học lại từ những cái sai lầm mình đã trải qua, đúng không các bạn? Đi từ từ lại, giảm nồng độ, giảm liều lượng lại. Thì Kỳ hy vọng là cái clip này có thể giải thích được cho các bạn hiểu một phần nào đó về cái việc mà da tiết ra dầu trong khi da bị mất nước. Bạn sẽ có cái nhìn nhiều góc cạnh hơn. Kỳ không nói là cái nhìn của Kỳ đúng hay cái nhìn của bạn sai hay là ngược lại, mà cái nhìn của nó sẽ là có cái nhìn nhiều góc cạnh hơn để các bạn có thể tham khảo, để các bạn có thể điều chỉnh, các bạn có thể thử nghiệm để xem coi là mình thuộc cái trường hợp nào, và xem có thử nghiệm coi những cái Kỳ nói đúng, có đúng trong cái trường hợp của bạn không, có thể không đúng, có thể đúng, đúng không? Nhưng mà không có gì phải không thử nghiệm hết trơn các bạn. Một lần nữa, dưỡng da hay trong cuộc sống là những trải nghiệm.
để tìm ra được cái gọi là phù hợp nhất cho mình và cho cái thời điểm đó. Nếu các bạn thích cái video clip này, hãy like, và các bạn thấy hữu ích, các bạn có thể share cho những người bạn của mình cũng quan tâm với cái việc này. Cũng như là nếu các bạn mới ghé qua chơi thì các bạn thích Kiki, các bạn có thể subscribe. Còn các bạn subscribe và các bạn có thể nhấn vào nút chuông để mỗi lần một Kiki up clip mới, các bạn nghe ping để các bạn có thể vào coi. Ok. Còn bây giờ Kiki xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.